Theo bài đăng thế hệ đây nhất trên trang Sina, phía A Di Dân đã công bố phủ nhận về hình ảnh được xem là bằng chứng ngoại tình mà Woo Jae Sun cung cấp. Phía A Di Dân cho hay, đây là bức ảnh chụp bình thường với người yêu cũ trước khi kết hôn. Gần đây Woo Jae Sun đã xuyên tạc bức ảnh này làm chứng cứ nhằm để đưa ra nguyên nhân của việc rạn nứt hôn nhân là do ngoại tình. Đây đích thị không phải là sự thật, chờ đợi bức ảnh này sẽ được đưa lên tòa án để làm rõ ràng chân tướng sự việc. Trước đó, Woo Jae Sun đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh một người giấu mặt mặc chiếc toàn tắm trong khách sạn. Nữ diễn viên cũng khẳng định đã đệ trình lên tòa án 4 bức ảnh làm bằng chứng về vụ việc ly hôn. Trước đó Woo Jae Sun cũng từng tố A Di Dân ngoại tình và khẳng định có ảnh chồng cũ trong khách sạn. Trước phản hồi của A Di Dân, cư dân mạng thật sự mệt mỏi với những màn đấu đá qua lại của cả hai. Nguồn Sina.